Với mục tiêu tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian giao dịch thúc đẩy thanh khoản trên thị trường bất động sản, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Mayland đã cho ra mắt sản phẩm May CRM, ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng trong lĩnh vực bất động sản. Đây là ứng dụng được thiết kế chuyên biệt cho nhà môi giới bất động sản. Theo kết quả khảo sát của Mayland, có đến 97% nhà môi giới bất động sản hiện nay đang thực hiện việc lưu thông tin trên danh bạ điện thoại, sổ tay hoặc các file Excel. Có ít nhất 50% nhà môi giới thường xuyên quên thông tin khách hàng. Có đến 40% nhà môi giới quên lịch hẹn với khách hàng. Việc nhầm lẫn giữa khách hàng, giới thiệu sai nhu cầu khách hàng, quên khách thường xuyên diễn ra, không lưu giữ được lịch sử thông tin giao dịch của khách hàng cũng như kho hàng. Vì vậy, ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng trong lĩnh vực bất động sản May CRM sẽ giúp các nhà môi giới nắm bắt nhanh các thông tin quan trọng và nhập liệu đơn giản nhất. Với các thông tin cơ bản như vị trí căn hộ, giá tiền, hướng nhà, đường lớn tiếp cận. Trên cơ sở các dữ liệu này, giải pháp sẽ so khớp thông tin giữa nhu cầu khách và quỹ căn hiện có để đưa ra các đề xuất phù hợp nhất. Hiện nay, May CRM có 8 tính năng chính giúp nhà môi giới dễ dàng quản lý, làm việc nhóm, tự động cập nhật quản lý khách hàng tập trung từ các nguồn, lịch sử khách hàng, quản lý các đầu việc, lịch hẹn, kho hàng, nhu cầu của khách, trả các báo cáo thống kê và đặc biệt là tính bảo mật cũng như khả năng lưu trữ vĩnh viễn. Các tính năng phát triển trên các nền tảng công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, AI, Big Data và ứng dụng các nền tảng công nghệ bảo vệ dữ liệu hiện tại, ứng dụng đang được phát hành miễn phí cho tất cả người dùng.